Xin chào cả nhà, mua này mua cá biển này cả nhà. Cá biển với cà, có mua có hành đó. Giờ mình làm cá biển kho cà ăn cả nhà, lâu ăn quá, cả nhà xem cho vui nha. Giờ kho cà ăn, để mình làm sạch xong rồi mình quay cho cả nhà xem nữa nha. Rồi cá mình đã làm sạch rồi cả nhà, cá với cà rồi mình rửa rồi hết rồi. Giờ mình ướp nha cả nhà. Cho tỏi ớt nha. Nước màu. Ướp một tí muối rồi cho nó cứng cá nha cả nhà. Bột ngọt. Đường nha. Cho miếng nước mắm nè. Rồi nửa ướp để khoảng nửa tiếng cho thấm cá nữa nha. Nửa tiếng thì mình bắt lên bếp kho. Này nó chút mình bỏ vô miếng me nó cho chua chua. Cá mình ướp lâu rồi, giờ mình bắt lên kho nha cả nhà. Mình bỏ vô giấc me nha cả nhà cho nó chua chua. Cho vào miếng nước này nha. Mình cho cà cho luôn cả nhà. Cá này kho mau chín. Thank you.
mình cho hành vô cái mình tắt lửa cái này. Rồi vậy mình nó chín rồi mình tắt lửa cả nha. Cá kho me cà nha. Rồi, clip tới đây mình xin tạm ngưng nha cả nha. Hẹn cả nhà clip sau nha.